Xin chào nha, chúng tôi giới thiệu với anh em chiếc New Way, chiếc xe Rebel 150 nha, dòng xe kích nước nè, 3 thân đĩa nè. Xe đền nha anh em. Xe 3 thân đĩa nha, xe còn sáng rất là sạch sẽ luôn, rất là bóng nè. Tới thấy xe là thích nha, xe rất là mới. Giá của nó là 41.500.000 nha. Anh em nào mua thì nhanh tay và chốt giá cho em số điện thoại là 0369 nha, 669-659 nha. Giá của nó là 41.500.000 nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Để video sau xe đang về một chiếc Rebel 150 đời 25-26 luôn. Xe còn mới như xe mới luôn, như xe thùng. Giá nó hơi cao, để khi nào xe về em sẽ báo giá cho anh em. Anh em có gì bấm đăng ký kênh đi. Bây giờ giới thiệu cho anh em chiếc Rebel 150 nha, dòng xe 2 máy nha, có kích nước quạt gió có miếng nhiệt không. Giá của nó 41.500.000 nha, xe còn đẹp máy lắc lại em luôn. Đó, anh em nào mua thì mai gọi điện cho em và chốt giá liền nha. Và tới địa chỉ cửa hàng em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Để xem trang nha. Mô bọc giá cả xe rất là đẹp, rất là sạch sẽ, mọi thứ đều ok hết nha. Xe mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Anh em mua xe đâu không biết chứ mua xe bên em là chỉ có về sử dụng thôi, không cần làm một cái gì nữa hết nha. Máy móc xin em giờ tới tiếng máy nổ cho anh em nghe. Nhắc lại một lần nữa, anh em mua xe cửa hàng khác thì em không biết sao chứ mua xe cửa hàng em là tuyệt đối là về không sửa chữa một cái gì nữa hết. Về chỉ có việc là sử dụng thôi, không cần làm thêm bất cứ cái gì nữa. Vì những xe mà đã về cửa hàng em là cửa hàng em đã bao test, rửa trái, canh chỉnh kỹ càng, vô dầu mỡ rồi đầy đủ hết. Nên em bao về sử dụng thôi, không cần làm bất cứ một cái gì nữa hết. Dòng xe Rebel là anh em chạy rất là đẹp nha. Tiếng máy nổ rất là hay, kiểu dáng nổ rất là đẹp, rất là phong cách nha. Vì nó hai máy, hai bô nên tiếng máy, tiếng đồ nổ rất là êm, mà kiểu dáng nó rất là đẹp, cái phone size rất là đẹp luôn. Cái phone size rất là đẹp nha. Trong các dòng xe chỉ có Rebel là dòng xe là mẫu cái phone size là đẹp nhất thôi. Cái phone size của Rebel là rất đẹp. Tiếng máy nổ rất là hay. Anh em chơi mô tô chỉ yếu là một phần là xe cái bên nữa, một phần là còn cái tiếng máy nữa. Tiếng máy nó nổ cho hay. Còn mấy dòng Rebel thì tiếng máy nổ là bao hay rồi. Để anh tới tiếng máy nổ anh em nha, rất là hay. Xe nổ hay. Nổ như xe hơi nha, nổ rồi rất là ấm, tiếng rất là ấm như xe hơi luôn. Quạt gió kích nước rồi đầy đủ, còn biến nhiệt còn đầy đủ. Các máy nổ kìa, rất là êm tai. Lớn tuổi đi mấy dòng Rebel là rất là đẹp luôn. Chạy nó nhẹ, mà cái kiểu dáng nó đẹp, nhìn máy móc và nhìn nó đẹp. Chứ còn giờ anh em mua mấy cái dòng xe khác thì nhìn cái phone xe nó không có đẹp. Cái phone xe của Rebel nó đẹp, nó tới 3 thân đĩa. Kiểu dáng nữa, nó đẹp. Máy móc rồi nó hao máy rồi, tiếng bô rồi nó rất là hay. Nó cái này là Rebel 150, giá của nó là 41.500. Anh em nào mua thì mau tay và chốt giá liền. Trên số điện thoại là 0369-669-659 nha. Bên em rất là nhiều dòng Rebel nha, 125, 150, 170 đều có hết nha. Mẫu NC, mẫu lớn 170 cũng có nữa nha. Anh em tới cửa hàng em là dãy là 262 đường Phan Anh đi, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đi. Hoặc tới ngõ 4 xã alo cho em. Nếu anh em ở xa thì tới công viên Đầm Sen alo em chỉ đường tiếp nha. Đó, đang nổ máy luôn, rất là êm. Hồi nãy giờ chưa tắt.
máy vẫn nổ nãy giờ anh em chưa có mát á. Này này ốc vít rất là sáng rất là đẹp. Tết rồi, anh em lo sửa một chiếc đi. Chứ không đến Tết là hết hàng là không có xe. Đến Tết là tiền xe rất là khó. Nên anh nào chưa có xe thì lo lấy kiếm chiếc đi để về sử dụng nha. Rồi em xin chào tạm biệt nha. Anh em nào chưa đóng đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Để video sau em sẽ đưa lên một chiếc Trì B 150 nha. Xe mẫu mới nha, đời 2016 luôn, rất là đẹp như xe mới. Xe này anh em bộ đồm anh em chưa từng thấy mới như cỡ nào đâu. Vì dòng xe mẫu mới này bên em ít lắm và đó. Xe đang về nha. Mẫu mới luôn. Mẫu mới tiếng máy rất là em, kiểu dáng nó đẹp hơn. Nên anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh đi để theo dõi video sau nha.